Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video mới á, có mới về hàng luôn các anh. Đó, đây là những cái máy bắn bu lông xài pin, bắn những ốc bánh xe container hoặc là bắn những ốc tàu biển đồ chơi. Cái này là lực mạnh khủng khiếp nha các anh. Đó, rồi đây là cái máy hàng Mỹ về nha các anh. Này, nghe tiếng máy chạy à. Cái máy nó lực mạnh đó các anh, khi mình bóp cò mà buông cò ra ha là nó giật cái ắc luôn à. Đó ha. À. Giữ thiệt. Rồi đây các anh mình xem cái tem nè. Hàng nhập Mỹ các anh, có chứng nhận CULOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Hàng phiên bản thương mại có số seri ở đây. Và cái này thì có mã là Casno 2869-20. Đó, hàng Mỹ. Xài pin M12. 2 output là nguồn xả cao, dung lượng là 12.0 ampere. Và cục pin này có thể bắn được cỡ 100 con ốc bánh xe container nha các anh. Đó, ốc rác rồi quá đã. Cây này khá to. Máy có lực mạnh là 2700 newton. Đó, đây có hai cây nè. Ở đây thì hàng mới khui hộp các anh. Đó, nó hàng Mỹ về, nó đựng ở trong cái túi sách. Đó, mình có thể sách nó di chuyển hơn. Rồi, đây là nguyên hộp các anh. Đó, combo nè. Đây là cây máy Milwaukee M18 Fuel. Đó, và cây máy bắn bu lông. Ở đây thì nó có, trong cái hộp này nó có là một cây máy và hai cục pin M18 2 output là HD 12.0 ampere. Rồi, sạc nhanh và túi sách. Đó, và combo này thì nó có mã là 2869-22 HD. Đó, là nguyên combo luôn. Rồi, đây thì nó có cái hộp nè. Hộp này Thắng Phạm khui rồi. À, lấy cái máy ra nè, nó nguyên vỏ gì nè các anh. Đó, đây, hàng nhập Mỹ có chứng nhận CULOS nha các anh. Đó, hàng Mỹ ha, có số seri ở đây. À, cái này thì ở đây nó có phần thông tin thông số kỹ thuật ở đây nè. Để em lấy cho các anh xem ha. Đó, đây. Rồi, à, máy 2869, đầu dài nha các anh, máy này đầu dài. Và đây thì máy có đầu vuông là 1 inch và có lực là mà mô men xoắn tối đa là 2000 feet trên bao. Mình đổi cái newton là 2711.6 newton. Đó, tức là 2711 newton nha các anh. Máy có cân nặng là 12.3 kg, cục pin 1.5 kg nữa là cỡ 13 kg mấy nha các anh. Đó, cho combo ha. Rồi, đây thì các anh xem combo. Rồi, các anh có nhu cầu mua để bắn ốc bánh xe container hoặc xe tải đó thì alo em ha, có số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Đó, đây là sách hướng dẫn nè. Đó, hướng dẫn để qua bên. Đây là cây máy nè, cốt đầu dài nha các anh. Đó, đã ha. Đây là cái sạc nhanh. Và đây thì có cọng dây đeo của cái vỏ sách luôn. Đó, cây máy. Đây thì có cái phen tròn để mình treo máy lên. Đó, đây nguyên hộp nó như thế vậy, nó như vậy các anh. Mới 100% nha các anh. Đó, đã ghê luôn. Ở đây thì cục pin nè. Đó, đây thì cục pin nè ha. Đó, cục pin mẫu mới. Đó, năm 2022. Ở đây thì một cục nữa nè. Đó, combo này được hai cục pin luôn các anh. Đã ghê luôn. Đó, cục pin 12.0B, pin lớn nhất hãng nha. Đó, đã thiệt. Đó, cái máy như vậy. Máy bắn bu lông đầu dài. Đó, cái này ghê thiệt, đã thiệt. Cái này đã lắm à, bắn lực mạnh lắm á nha. Đó. Rồi, đó là cây máy bắn ốc bánh xe container và combo đó các anh, giá cũng cỡ 10 mấy triệu nha các anh. Rồi đó, em giới thiệu các anh có nhu cầu alo em. Rồi đây thì em giới thiệu máy phan với máy bắn vít. À, đây thì em có về combo này mới luôn, combo máy phan máy vít mà cho các anh mà sử dụng gia đình đồ ha, chơi combo này là ok. Và đây là combo mẫu cũ nha các anh, mẫu gen 2. Bên đây là mẫu mới, mẫu gen 3. Đó, em giới thiệu mẫu gen 2, giá tiền rẻ hơn mẫu gen 3 cho các anh mình tham khảo hai dòng. Mình thích dòng mẫu nào mình mua mẫu đó các anh. M12 Fuel và động cơ motor không cỡi than, một cây phan, một cây vít và cục pin 2 chấm và cục pin 4 chấm và cái sạc và cái túi sách. Đó, và đây thì mã là 2598-22 nha các anh. Đó, 2598-22 và combo này, đó, này là nguyên hộp nguyên siêu luôn.
Rồi, hàng nhập Mỹ có chứng nhận COLOS mà máy là sản xuất là Made in Mexico. Đó, máy dòng này á, là sản xuất Mexico nha các anh. Đó, đây còn tem nguyên siêu luôn nè, các anh mua thì em để nguyên siêu cho các anh luôn. Đó, các anh có nhu cầu mua nguyên siêu ha. Và combo này giá cỡ 4.9 triệu nha các anh. Đó, giá 4.9 triệu cho combo này. Đó, đây thì có cây phanh và cây bắn vít và sạc này các anh, có túi xách đựng luôn. Đó, giá 4.9 triệu combo này. Máy này thì có cái tem là Made in Mexico. Đó, có chứng nhận COLOS, mã là Casno 2504-20. Máy xài pin M12XC 4.0. Và đây thì em bán combo giá 4.9 triệu. Mà các anh mà mua lẻ một máy phan hoặc là một máy bắn vít hoặc pin sạc, em có bán lẻ luôn nha các anh. Mua gì bán đó luôn á. Rồi, đây là hàng nhập Mỹ có chứng nhận COLOS nha. Rồi, mã là Casno 2553-20. Máy bắn vít này có lực là lực là 145 N và 4 cấp độ điều chỉnh lực ở đây. Có thêm niêm phòng, động cơ motor không chở than. Máy có đèn báo pin, đèn chiếu sáng luôn. Rồi, xài pin 12V nhỏ gọn luôn các anh. Combo này giá 4.9 triệu. Mẫu này ha. Rồi, cây phan thì có lực mạnh là cỡ 38 N. Lực mạnh 38 N, máy phan động cơ motor không chở than. Cái này là 3 chức năng, số 1 và số 2, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, chức năng bấn vít nè, phan gỗ phan sắt nè, có búa để phan tường phan bê tông. Mẫu này ha. Rồi, anh mình xem tham khảo. Rồi, đây là em có mẫu máy mẫu mới. Đây là mẫu mới mà các anh mình xem và so sánh ha. Đó, mẫu cũ với mẫu mới nè. Nhìn thấy khác một chút các anh. Nó kích thước bằng nhau mà mẫu cũ á, thì lực yếu hơn mẫu mới. Mẫu mới ra mạnh mẽ hơn nha anh. Cái phanh là gọn hơn. Đó, cái phanh mà gọn mà nhìn lực hơn nữa. Nghe tiếng máy cái phanh chạy rất là gịch. Rồi cây phanh này chạy hơi bị xìu hơn chút. Đó. Lực không bằng. Cái bóng vít này lực mạnh lên đến là 170 N nha các anh. Bóng vít lực mạnh là 170 N. Nó là hàng nhập Mỹ ha, có mã là Casno 3453-20. Máy có vòng tua là 3600 vòng, lực nhịp là 4000 nhịp. Và cây này thì hàng nhập Mỹ có chứng nhận COLOS. Mẫu mới có 3 bóng đèn chiếu sáng, máy riêng bóng vít, xài pin 12V, động cơ motor không chổi than, có đèn báo pin, móc treo rồi anh, logo Milwaukee. Nhìn mẫu này khá ok, 3 bóng đèn chiếu sáng. Rồi, đây là cây phan. Có đèn báo pin và đèn chiếu sáng ở đây khá sáng luôn. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, 3 chức năng, có búa để phan tường phan bê tông và phan gỗ phan sắt và chức năng bấn vít. Logo Milwaukee, hãng có thiết kế phát lỗ thông gió, đây sẽ chạy mát máy nha anh. Và động cơ motor không chổi than. Đây này, cái tem mát như thế này là hàng Mỹ về, có chứng nhận COLOS, có mã số là Casno 3404-20, có số series và số 1 chạy vòng tua là 450 vòng và số 2 chạy vòng tua là 1550 vòng. Đó, thông tin thông số là lực nhịp khi gõ búa là số 1 là 6750 nhịp, số 2 là 22500 nhịp. Đó, cây này phan tường đầu là xài ok lắm các anh. Các anh xài gia đình. Nó có combo nè, combo nó mã mới nha các anh, mã của nó là 3497-22. 3497-22, còn mã cũ là 2598-22. Combo này giá 4.9 triệu và combo này giá hơn 6 triệu. Nó đâu đó tới 6.2 triệu, 6.3 triệu. Đây là nó combo nó gì nữa các anh, đây em khui ra cho các anh mình tham khảo nè. Đây thì có giấy giới thiệu máy và sách hướng dẫn nè. Rồi có cái sạc nè, xài điện 220 luôn, lên điện 220 luôn. Cái phan nè đựng ở đây, cây bắn vít nè và cục pin 12V 2 chấm nè và cục pin 12V 4 chấm. Đây combo nó như vậy ha. Nguyên hộp luôn. Đây là máy em sẽ làm mẫu. Máy này là mẫu review các anh tham khảo. Em các anh mua sẽ giao hàng mới. Rồi, ok ha. Rồi đó, cái máy bắn bu lông bự nè. Rồi những về dòng bu lông. Rồi có dòng nhỏ nữa nha, dòng khoan và bắn vít luôn. Có dòng nhỏ luôn. Đây này. Đây em giới thiệu
các máy cho các anh xem và tham khảo ha. Đây thì có cây phan và cây bắn vít. Đây cây bắn vít này đó, dòng có thang nhỏ gọn. Rồi máy này thì máy với pin luôn giá 1,1 triệu. Đó, này bắn vít nhỏ gọn, các anh làm bắn vít nhẹ nhẹ rồi chơi cây này ok. Có mã là Casno 2462-20, có chứng nhận CUNOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, cây này giá 1,1 triệu. Rồi đây là cây phan này giá cũng 1,1 triệu luôn nha các anh. Đó, xài pin 12V. Và cây này thì mã là Casno 2407-20. 2407. Rồi đây là cây phan. Mà cây này thì em bán lẻ đó thì giá 1,8 triệu nha các anh. Em bán lẻ giá 1,8 triệu. Đó, máy 2504-20. Còn đây là máy bắn vít 2553-20. Em bán lẻ cũng giá 1,8 triệu luôn. Đó, đó anh mình xem và tham khảo ha. Rồi đây là dòng máy Makita, máy bắn vít Gen 4, máy phan Gen 4 nha các anh. À, đây là máy bắn vít mẫu Gen 4. Ba ống đèn chiếu sáng, hàm bắn vít là 2953. Còn đây là cây phan. Đó, rồi. Ở đây có cây máy bắn bu lông nhỏ đầu ngắn nè, à, đầu ngắn giá cỡ 10 mấy triệu một cây. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cây này là máy mẫu Gen 4, mẫu này là hàng qua sử dụng, hàng cũ nha các anh. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. À, cái này thì mẫu Gen 4, máy có 4 chức năng, có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay. Đó, khi mà canh phan mà giặt á, là nó sẽ ngắt motor ha. Đó. Đó. Mẫu này thì hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CUNOS, mã là Casno 2904-20, có số series ở đây. Đó. Cái này thì made in China, xuất Mỹ nha các anh, xài pin 18V 5.0, có móc treo. Cái này thì máy thì động cơ motor không chỗ than. Cái này hàng cũ nha các anh. Cái này giá 2,9 triệu một cây. Đó. Máy có lực mạnh là 158 N. Đó, lực mạnh 158 N. Còn đây là cây bắn vít. Cây bắn vít này động cơ motor không chỗ than. Đó, mã là Casno 2953-20. Có chứng nhận CUNOS là chứng nhận tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Đó, cây này thì lực mạnh là 226 N và động cơ motor không chở than luôn. Đó, 4 cấp độ điều chỉnh bắn vít luôn á, giá 2,8 triệu nha các anh. Rồi, đây thì cây này giá 2,2 triệu. Đây là máy bắn vít mẫu Gen 3, mẫu cũ. Đó, có một bóng đèn chiếu sáng thôi. Mẫu cũ là lực mạnh là 225 N. Hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CUNOS, có mã là Casno 2853-20. Có đèn báo pin và 4 cấp điều chỉnh lực luôn. Đó. 1, 2, 3 và móc treo và chỗ gắn mũi phan mũi vít đầy đủ, xài pin hệ M18, giá 2,2 triệu. Ở đây em có cục pin. Đây là cục pin hàng qua sử dụng nha các anh, hàng lướt á. Đó, cục pin này là còn lên 4 mức đèn. Cục pin này tình trạng là cỡ 97% nha các anh. Đó, tem mát đâu còn thấy rõ ok nè. Đây là cục pin hàng Mỹ. À, tem mát chữ tiếng Anh không à. Cây này, cục này thì M18 Red Lithium 2 output HD12.0A. Cục này hàng lướt nha các anh. Đó, cũng còn tình trạng đẹp ok. Cục này giá cả 2 triệu mấy. Anh có nhu cầu mua cục này thì alo em ha. Rồi, đây thì có combo máy phan luôn. Đó, đây thì combo máy phan. Combo này giá 4,650 triệu. Đó, nếu mà các anh lấy có thùng, còn không có thùng thì giá 4,5 triệu. Đó, không thùng thì giá 4,5 triệu. Combo 2804-20. Đó, 3 chức năng. Đó, lực mạnh 135 N. Hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CUNOS, mã là Casno 2804-20. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Mẫu này xài pin 5. Có cây tay cầm trợ lực pin M18XC 5.0. Và đây là cái sạc zin mới, lên điện 220 luôn. Combo thùng giá cỡ 4,650 triệu. Không thùng thì 4,5 triệu nha các anh. Còn đây thì cây máy 2803. Máy này không có búa. Combo này thì có giá cỡ 3,9 triệu. Combo. Còn bên đây thì combo máy bắn bu lông. Đó, máy bắn bu lông mẫu này là lực 1900 N,
2767 gạch 20 và cái sạc là sạc zin lên điện 220, sạc ok ngon lành. Pin M18 Red Lithium XC5.0 và có thùng đựng luôn nha. Thùng đựng combo này giá cỡ 6,6 triệu cho combo này. Đây cây máy nè, cây máy lực mạnh 1900 newton và có chứng nhận COLOS là chứng nhận tiêu thụ tại Trung Mỹ, có mã là Cardno 2767-20. Bốn cấp độ điều chỉnh lực luôn, động cơ motor không chổi than, logo Miyuki, đầu vuông 1/2 nha các anh. Cây này là sửa xe máy hoặc bắn ốc làm máy đồ ok ngon lành, bắn ốc xe tải đồ cũng được luôn. Combo này giá 6,6 triệu ha, các anh mình xem và tham khảo nha. Tiếp theo đây thì em có combo này là các anh sửa xe Honda rồi xài combo này thì nhiều nhất nè. Rồi sạc là zin điện 220, pin M18 5.0 pin zin, cây máy lực mạnh là 881 newton và combo này giá cỡ 6,2 triệu nha các anh. Động cơ motor không chổi than và cây này thì là chiều dài là 15 cm và lực mạnh là 881 newton, đầu vuông 1/2. Xài pin M18 ha. Combo này giá 6,2 triệu. Các anh có nhu cầu mua thì alo em nha. Rồi đây thì em có mấy mẫu fan Makita rồi. Makita XDT16, XDT19 và fan XBH14. Đây là những cây máy bắn vít của hãng LED xài pin 24V và cây fan. Đây fan 3 chức năng. Đây thì fan 4 chức năng, cây này là 5 chức năng. Rồi máy cưa, máy fan bê tông. Đây thì Milwaukee có bê tông hai mẫu luôn, mẫu nhỏ, mẫu lớn luôn. Đây thì em có cái cây bơm hơi xài pin nha các anh. Bơm hơi xài pin M18, cục pin mình gắn ở đây nha. Bơm hơi nè, mở máy lên và hơi chạy, máy motor chạy khá mạnh nha các anh. Cái này thì phía sau nó có cái tem, nó là sản xuất là made in Taiwan nha các anh. Made in Taiwan luôn. M18BL. Cái này made in Taiwan luôn á. Giá là 3,3 triệu, 3,3 triệu một cây nha các anh. Các anh mình xem và tham khảo. Đây thì có mấy cây máy. Cây này thì có chức năng Wenki, cây máy fan này là cỡ như 5 chức năng. Có chức năng chống giặt, bảo vệ có tay. Chế độ mình điều chỉnh nha các anh. Có 1, 2, 3, 3 cấp luôn, 1, 2, 3. Cái này và có chức năng là kết nối điện thoại với máy để mình phá máy và điều chỉnh lực của máy và định vị biết máy ở đâu trên bản đồ luôn các anh. Cây này là cây bắn vít 4 cấp độ điều chỉnh lực. Cây fan thì có lực là 135 newton và cây bắn vít thì có lực là 225 newton. Còn đây là cây fan gen 4. Mẫu này thì phần điều chỉnh cấp trượt là nó bằng nhựa mica, nó trong suốt vậy các anh, dặn rất là mịn tay luôn nè. Rất là mịn luôn. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Cái này thì có chức năng chống giặt, bảo vệ cổ tay luôn á các anh. Auto Stop ha. Mã là Cardno 2904-20. 2904-20 luôn. Rồi cái này thì 2803. Cái này các anh có cái đế chuyển xài pin Makita nha các anh. Máy Milwaukee mà xài pin Makita nè. 18V 4.0. Này là cái đế chuyển này thì có mức giá là 190.000 một cái nha các anh. Tình trạng nó như vậy. Xài ok ngon lành. Cái đế chuyển là chuẩn pin luôn á, chạy ok á. Còn đây thì cũng có cây máy giá rẻ luôn. Cây máy này giá chỉ có 900.000 nha các anh. Máy này giá 900.000. 2606, máy có than, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Cái máy Milwaukee mà xài pin Makita được nè. Máy Milwaukee xài pin Makita luôn. Đây là những cây máy dòng máy bắn bu lông. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem combo máy 12V, máy bắn bu lông bự hết các anh. Máy bắn bu lông 2767 và vài combo như thế này. Rồi
Đây là kề máy bắn vô lông bự, bắn những ốc bánh xe container rồi nè. Rất là gịch luôn. Đó, máy chạy khá ok, rất mạnh mẽ. Lực mạnh là 2700 Newton. Rồi đây thì em có hai cái vỏ sách, túi sách. Rồi cái túi sách của hãng LED thì giải chắc chắn dày dặn nha các anh. Cái túi này thì giá cỡ 270. Còn cái túi Makita này giá cũng 270 luôn nha các anh. Đó, túi Makita thì chất lượng giải nó không có dày bằng của LED. Thằng LED này giá nó dày hơn. Đó, rồi cái giải nó dày hơn và giá bằng giá ha. Đó, cũng ok. Cái túi LED thì nó kiểu dạng nó hình vuông, còn Makita thì nó dạng nó hình dài một xíu ha các anh. Đó, như thế này ha. Đó, hai cái nó cũng bằng nhau luôn rồi các anh ơi. Đó, cái thước nó bằng nhau luôn nè. Đó, 270.000 một cái. Các anh có nhu cầu mua thì alo em ha. Rồi, hôm nay em lên video đến đây cũng đã được hai mấy phút rồi. Rồi, cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Đó, xin em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chúc các anh mình dồi dào sức khỏe ạ.